Xin chào các bạn nhé Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của em Nick Mobile nhé Ở trong video ngày nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà ẩn hoặc là hiện cái danh sách bạn bè Ở trên Facebook của các bạn dành cho những bạn nào chưa biết nhé Thì đây là cái Facebook của mình này, mình thoát ra ngoài nhé Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào trong cái ứng dụng Facebook Để mà ẩn được cái danh sách bạn bè hoặc là hiện lên ấy, thì các bạn sẽ bấm vào cái mục dấu bè gạch ở đây nhé Nếu mà ở trên iPhone thì nó sẽ là dấu ba gạch ở bên dưới đấy Mình sẽ bấm vào dấu ba gạch Tiếp theo sau đó thì các bạn sẽ kéo xuống chọn vào cho mình vào phần cài đặt vào quyền riêng tư nhé ở đây thì các bạn sẽ bấm một phần cài đặt đó rồi bây giờ thì các bạn sẽ kéo xuống phía dưới các bạn thấy cái phần đối tượng và chế độ hiển thị không các bạn là chọn vào cái phần là cách mọi người tìm và liên hệ với bạn nhé đó bấm vào cách mọi người tìm và liên hệ với bạn các bạn sẽ bấm vào cái phần là ai có thể xem danh sách bạn bè của bạn đây các bạn nhấp vào rồi, ở đây thì mặc định nó sẽ là ở cái phần công khai nha. Nếu mà các bạn muốn cho các bạn cho bạn bè của các bạn xem cái danh sách bạn bè của chúng ta thì các bạn nhấp vào phần bạn bè. Ở đây thì mình sẽ bấm vào phần xem thêm này. Nó sẽ có cái phần bên dưới này là chỉ mình tôi. Đó. Thì các bạn sẽ nhấp vào cho mình, đó chính là cái phần chỉ mình tôi này nhé. Đấy. Các bạn nhấp vào cái phần chỉ mình tôi này thì chỉ mình các bạn có thể là xem được danh sách bạn bè của các bạn thôi. Rồi và khi mà các bạn nhấp vào cái phần chỉ mình tôi này Thì người ta chỉ xem được cái bạn bè chung thôi chứ không có xem được danh sách bạn bè Đó các bạn sẽ nhấp vào phần chỉ mình tôi này Các bạn thoát ra ngoài sau đó thì các bạn cứ thoát ra ngoài thôi Đó Rồi bây giờ thì mình sẽ đóng hết tất cả lại luôn này Mình vào lại trong Facebook Rồi mình vào trong cái phần uh, trang cá nhân của mình nhé Đây thì các bạn có thể thấy là cái phần bạn bè này của mình thì đây là cái Facebook của mình mà Cho nên là mình chỉ có mình xem được thôi Bây giờ thì mình sẽ sử dụng một cái Facebook khác để mà tiến hành vào lại cái Facebook này để xem xem có còn danh sách bạn bè không nhé Mình vào Facebook này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tìm cái tên nick kia là Magic Mobile. Đó, bây giờ các bạn sẽ kéo xuống phía dưới này. Đây các bạn thấy cái phần bạn bè không? Các bạn phần bạn bè này thì sẽ không không có thể là xem được danh sách bạn bè của bên cái nick Magic Mobile này nữa. Đây, danh sách bạn bè đã bị ẩn đi. mà chỉ chỉ có thể là xem được bạn bè chung thôi nha, còn nhưng các bạn bè khác ở trên Facebook thì sẽ không thể là không thể là xem được. Việc ẩn danh sách bạn bè trên Facebook thì sẽ giúp cho Facebook của các bạn được bảo mật kỹ hơn nhé. Còn nếu mà các bạn để công khai thì người khác có thể xem được bạn bè trên Facebook của các bạn. Nếu mà các bạn muốn hiện danh sách bạn bè ở trên Facebook thì các bạn cũng làm tương tự. Các bạn sẽ chọn vào là cái phần công khai thôi. Đó rồi. Video này mình chia sẻ vậy thôi nhé. Các bạn thích video đừng quên giúp mình một like cũng như là bình luận trên phía dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm